Cường đánh thần đồng luôn. Vào đánh nghe không? Đúng rồi, đúng họ đang đánh. Để sao đấu chéo này. Đấy. Nhất A gặp đồng đi. À ừ tí anh vỗ cái bảng lên luôn cho. Nhưng mà nhất A gặp đồng đi. À nhất A gặp đồng. Anh vẽ rồi anh quên. À, nhất A nhìn B, nhất C nhìn D. Nhất A nhìn B. Đúng rồi, đúng rồi. Không, ai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Lai Lai Bình định đơn giản nhỉ. Năm sau này nó ra vào đội riêng không? Năm sau mình không? À em Thi đánh à? Tôi thích cửa hộp đây. Ông của nhà Thủy Kiên. Lắm ơi.